thử thách người lạ đánh tên súng trong Free Fire. Let's go. À, bạn đã chơi game Free Fire bao giờ chưa? Game gì mà nghe lạ chứ. Chưa chơi bao giờ luôn hả? Ok, bây giờ bạn sẽ có 30 giây để hỏi và đánh tên khẩu súng này trong Free Fire. Nếu mà bạn đánh trúng mình sẽ cho bạn 50k. Nhưng mà có chơi bao giờ đâu mà hỏi. Thì phải thử thách chứ trời. Ok, 30 giây bắt đầu. Cây súng đó thuộc dạng gì? Dạng gì là sao mấy? Là nó dạng súng gì đó. Dạng súng gì á? Cái đó là cây súng trường. Ờ, súng trường. Có nâng cấp không? Có nâng cấp. Tầm xa hay tầm gần? Cây súng đó là cây tầm xa. Trong hàng nâng cấp là nó thuộc dạng là mạnh tầm thứ bao nhiêu? Mạnh tầm thứ mạnh nhất luôn. Súng đó giật nhiều người chơi không? Hơi bị nhiều người chơi luôn. Trong hàng nâng cấp ra đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Nó màu gì? Cây súng này là màu xanh. À, AK rồng xanh. Nói chưa chơi mà xong đoán được hay má. Free Fire là súng ra là hiện thoại. Ok, và câu hỏi đơn giản của ngày hôm nay đó là bạn thường chơi cây súng nào trong Free Fire?